Kinh văn. A Nan, thị danh địa ngục thập nhân lục quả, giải thị chúng sanh mê vọng sở tạo. Việt dịch: A Nan đấy gọi là 10 nhân và 6 quả của địa ngục, nhân quả ấy đều do mê vọng của chúng sinh tạo ra. Giảng giải: A Nan đấy gọi là 10 nhân và 6 quả của địa ngục. Có nhiều địa ngục và tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ 10 thập nhân: 1 dâm, 2 tham, 3 mạn, 4 sân, 5 trá, 6 cuống, 7 oan, 8 kiến, 9 uổng, 10 tụng. Và 6 quả liên quan đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thần và ý, cùng với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nhân quả ấy đều do mê vọng của chúng sinh tạo ra, từ nghĩ tưởng sai lầm, vô minh khởi lên và sinh ra nghiệp. Nhưng nếu chúng ta quay trở lại tánh nghe, lắng nghe tự tính của chính mình, thì mọi nghiệp chướng đều tan biến. Kinh văn: Nhược chư chúng sanh ác nghiệp phiền tạo, nhập a tỳ cục thọ vô lượng khổ, kinh vô lượng kiếp. Việt dịch: Nếu các chúng sinh sáu căn đồng tạo nghiệp dữ, thì vào ngục a tỳ chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Giảng giải: Nếu các chúng sinh sáu căn đồng tạo nghiệp dữ, thì vào ngục a tỳ. Nếu chúng sinh tạo nghiệp ác từ 10 tập nhân và 6 gia báo, tất sẽ đi thẳng vào ngục a tỳ, đấy là ngục vô gián, nhưng rất đỗi khốc liệt nên có tên gọi đặc biệt như vậy. Về căn bản, các ngục vô gián đều có thể gọi là a tỳ, nhưng do tính chất khủng khiếp hơn nên gọi vậy. Trong địa ngục ấy, các chúng chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Kinh văn: Lục căn các tạo cập bỉ sở tác, kiêm cảnh kiêm căn, thị nhân tắc nhập bát vô gián ngục. Việt dịch: Nếu tưởng mỗi căn trong sáu căn tạo ra và nghiệp dữ đã làm gồm cả cảnh và căn, thì người đó vào tám ngục vô gián. Giảng giải: Nếu tưởng mỗi căn trong sáu căn tạo ra, nếu tưởng bộ phận mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tự tạo nghiệp, đối với 10 tập nhân, đừng hành vi ấy không diễn ra cùng lúc và nghiệp dữ đã làm gồm cả cảnh và căn, thì người đó vào tám ngục vô gián. Cảnh tức đối tượng của các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ở đây các căn gây ra các tập nhân nhưng không cùng lúc. Khi cả sáu căn và cảnh cùng tạo nghiệp thì người đó phải chịu quả báo vào tám ngục vô gián, đó là tám ngục nóng, tám ngục lạnh. Kinh văn: Thân khẩu ý tam tác sát đạo dâm, thị nhân tác nhập thập bát địa ngục. Việt dịch: Nếu cả thân khẩu ý làm việc sát đạo dâm thì người ấy vào 18 địa ngục. Giảng giải: Nếu cả thân khẩu ý làm việc sát đạo dâm, đấy là ba điều ác của thân: 1. Sát sinh, 2. Trộm cắp, 3. Tà dâm. 4. Điều ác của miệng: 1. Vọng ngữ, 2. Ỷ ngữ, 3. Lưỡng thiệt, 4. Ác khẩu. 3. Điều ác của ý: 1. Tham, 2. Sân, 3. Si. Nếu nghiệp của thân khẩu ý không trong sạch sẽ gây ra 10 điều ác, thì người ấy vào 18 địa ngục, đấy là 18 địa ngục rất đáng sợ. Kinh văn: Tam nghiệp bất kiêm, trung gian hoặc vi, nhất sát nhất đạo, thị nhân tác nhập, tam thập lục địa ngục. Việt dịch: Không đủ cả ba nghiệp thân khẩu ý, hoặc chỉ là một việc sát hoặc một việc đạo, thì người ấy vào trong 36 địa ngục. Giảng giải: Phần trên nói về các nghiệp nặng, nay nói về ba tạo nghiệp không đầy đủ. Không đủ cả ba nghiệp thân khẩu ý, hoặc chỉ là một việc sát hoặc một việc đạo. Có thể người đó gây nghiệp sát sinh hoặc trộm cắp, hoặc chỉ sát sinh và trộm cắp, hoặc sát sinh và tà dâm, hoặc trộm cắp. Tóm lại người đó không gây đủ cả ba nghiệp, do đó nghiệp ác có phần nhẹ hơn, thì người ấy vào trong 36 địa ngục. Mặc dù phải qua nhiều ngục, nhưng vì tội nhẹ nên ác địa ngục ấy không khốc liệt lắm. Kinh văn: Kiến kiến nhất căn, đàn phạm nhất nghiệp, thị nhân tác nhập nhất bách bát địa ngục. Việt dịch: Chỉ có một căn riêng làm một nghiệp thì người ấy vào 108 địa ngục. Giảng giải: Chỉ có một căn nhưng cũng là nguyên nhân gây ra tội lỗi, cho nên nếu mắt không thấy, miệng chẳng thèm ăn, nếu tai không nghe, ý đâu có vọng động. Nếu quý vị không thấy thức ăn ngon, miệng ác sẽ không phạm tội thèm ăn. Nếu tai không nghe lời yêu thương dịu dàng, thì ý đâu có khởi lên tham dục. Chỉ cái thấy bắt nguồn cho mọi lỗi lầm. Do đó kinh văn nói: Chỉ có một căn riêng làm một nghiệp,
Có thể người đó chỉ phạm phải một trong ba nghiệp về thân, sát sinh hoặc trộm cắp hoặc tà dâm, thì người ấy vào 108 địa ngục. Kinh văn: do thị chúng sanh, biệt tác biệt tạo, ư thế giới chung, nhập đồng phản địa, vọng tưởng phát sanh, phi bản la hữu. Việt dịch: do các chúng sinh ấy riêng gây ra nghiệp, nên vào chỗ đồng phận trong giới ấy, đó là do vọng tưởng sinh ra, không phải xưa nay vốn có như vậy. Giảng giải: do các trường hợp như đã nói qua, các chúng sinh ấy riêng gây ra nghiệp. Các chúng sinh vì tạo nghiệp khác nhau nên quả báo cũng có khác, nên vào chỗ đồng phận trong giới ấy. Mọi người vì riêng tạo nghiệp nên vào chỗ đồng phận, mỗi tội đều có báo. Các chúng gây ra tội thì đều chịu quả báo nơi địa ngục. Đó là do vọng tưởng sinh ra, không phải xưa nay vốn có như vậy. Đấy là các địa ngục sinh khởi từ tội lỗi gây ra từ vô minh, chúng dẫn khởi từ những suy nghĩ sai lầm. Về căn bản, thực ra chúng đều không có thật. Căn bản của chúng vốn là thanh tịnh và vô trước, chẳng có gì cả. Chỉ vì đi sai một nước thua cả ván cờ, hoặc như nói sai một ly đi một dặm. Thank you.